Hello, em xin chào mọi người, chào toàn thể anh em thợ máy. Chúc cho cả nhà buổi tối thứ hai đầu tuần vui vẻ. Em thì từ bữa giờ tụt mất hơn 2 kg rồi, hơn 2 kg thịt. Dầu dài đêm lại thức khuya nữa mọi người. Bữa nay còn 65 kg. 67, 68 kg, bữa nay còn 65 kg. Nó là không làm. Học ba cái lý thuyết của thi bằng lái em thấy mệt quá mọi người ạ. Nói chung là thi thực hành thì nó quá đơn giản. Đấy, nếu mà thi trên sân, em quan trọng là cái lý thuyết ở đây thì em lo 5-10 triệu không ai lo, phải chấp nhận phải học 600 câu hỏi, nhớ hầu như gần hết. Đấy. Và cái mô phỏng 120 câu khá là thú vị. Tụt mất 2 kg thịt rồi. Mệt. Hỏi ông sư phụ bảo sư phụ coi tình huống là sao, hay lo được thì lo đi để em chạy thực hành thôi, bảo giờ ở đây thật sự rất khó lo. Bảo anh cứ giúp được em thì tiền bạc 5-7 triệu cứ nói em một cái là em fix. Đấy. Tới cái hôm mà em thi lý thuyết đấy thì cứ đánh ABT cũng được. Đấy, hay là cái câu mô phỏng cũng được, mô phỏng. Còn cái thực hành đối với em thì nó quá bình thường rồi, mệt rất mệt. Học liên tục, học những cái mẹo. Học mẹo thì mẹo thật nhưng quan trọng là phải nhớ. Bởi vì nhiều cái từ nó khác khá là giống nhau. Và đang học thì anh em lại gọi điện thoại. Thôi, vấn đề xe ô tô, xe cộ chúng ta bỏ qua. Bây giờ mục tiêu là chúng ta là FI. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh là vấn đề mẹo và đồng thời những cái nhỏ nhỏ về làm những cái dòng xe đề từ ACG này. Nó khó lắm mọi người ơi. Giờ phút này hầu như nó khá là khó. Thì hy vọng rằng anh em chia sẻ cho Đình Tuấn. Và 20 này mình dạy. Đó. Mình dạy khóa này có vài anh em thôi. Có anh em nào thật sự tới đây. Là chúng ta bớt chút một thời gian. Đóng cửa hàng lại. Giao cho vợ, giao cho anh em. Đấy, chúng ta thêm một tí tiền chúng ta tới đây. Khó, khá là nhiều. Đôi khi nó dễ, đôi khi nó khá là khó. Bởi vì sao? Em vấn đề hôm nay muốn hướng dẫn cho mọi người, giải thích về mọi người trên cái dòng xe đề từ. Mọi người chia sẻ đi, cho cái like. Đấy, cho cái like đi. Rồi, cái này giờ nó hít vào đây, hít ghê quá. Đó, ok. Đó. Rồi, hy vọng rằng anh em đang xem cái live này thì mọi người chia sẻ. Đấy, ok. Luôn luôn đây này anh em ạ. Tao là thì đâu cũng hết mọi người đâu. Đấy. Đấy, người đâu ta lại đọc phải nhuần nhuyễn hết. Với mục tiêu em đã thích cái gì thì em phải đọc nhuần nhuyễn cái đó. Ok, bỏ qua bên. Hy vọng là mọi người cho em cái like và cái chia sẻ đủ 50 người đi ạ. Giúp em một chút xíu ạ. Cho em cái chia sẻ đi mọi người. Giờ này ai lại gọi điện thoại giờ này nếu biết. Alo. Dạ. Ở Bình Định anh ơi. Chắc xa. Ok anh. Ok. Anh vào Zalo xuống này nhá, vào Zalo xuống này. Rồi. Anh hú em cái em cho địa chỉ. Em chào anh Tuấn nha.
Rồi, vấn đề hôm nay em đang nói là không báo lỗi cho mọi người. Một con xe bất kỳ không xuất hiện lỗi, nó không chất lỗi luôn. Thì đương nhiên là làm nhiều và anh em gọi điện thoại nhiều thì biết nhiều, ban bận thôi. Nó chất lỗi 52, một đứt dây, hai hư CKB, ba hư mạch. Đó là vấn đề khi xuất hiện cái lỗi 52 trên cái bảng tắp lô đồng hồ FI, xuất hiện cái lỗi 52. Một chết mạch. Hai là ở trong này có 5 sợi dây đứt, một sợi trong 5 sợi nó sẽ cắt cạch nha, vấn đề để cắt cạch đó. Vấn đề xuất hiện cái lỗi 52 để cắt cạch 5 sợi dây này sẽ có một sợi sẽ bị đó. Để cắt cạch thì chúng ta sẽ loại trừ cái dây màu xanh biển sao vàng đó. Anh em lưu ý vấn đề đó. Còn tất cả 6 sợi dây này sẽ đứt thì đương nhiên nó sẽ không nổ được rồi đấy, bởi vì cái này sẽ là tín hiệu đầu vào. Còn 5 sợi dây này nó sẽ là cắt 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 đứt dây này thì chúng ta sẽ đề bù lăng sẽ quay re re re. Và sau này cái dòng xe điện tử nó có rất nhiều bận nha anh em, rất nhiều bận. Rồi, lỗi 52. Và bây giờ cái con xe nó khó chịu ở vấn đề này nha anh em, nó khó chịu ở vấn đề không xuất hiện bất kỳ một cái lỗi nào nhưng bù lăng này đề nó cứ bị sệt. Đó. Bị sệt có nghĩa là sao? Đơn giản chúng ta đi để chúng ta bị dính đề, dính sệt 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 sệt. Đấy, gọi là cái bu lăng này nó quay. Gọi từ là tự yếu. Nó không thể nào quay ro được. Đấy, nó quay trạng thái khoảng một vòng. Nó cực lại, hiểu như rất chi là khó. Quay như vậy có nghĩa là sao? Bởi vì nó không chất lỗi thì thật sự để đo được như vậy thì rất chi là khó. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải cần có loại trừ và kinh nghiệm. Giám đám đã bảo với mọi người một câu gì đó, nếu tất cả con IC này nằm trong giải này, đấy, trong giải có nghĩa là sao? Chúng ta đo ba tín hiệu ba pha này, tất cả là đều tốt, đấy, nhấn nút đề sẽ có hai pha sáng và pha tắt và xoay bu lăng, chúng ta lại nhấn nút đề nó lại sáng, thì ba pha này kiểm tra chuẩn test, và ba pha này đo bằng điện áp đồng hồ 5V đến 6V chuẩn test, đồng hồ nhảy rất nhanh. Đó. Nhưng vấn đề ở trạng thái vứt sệt sệt. Sệt sệt thì ở đây đầu tiên các anh hãy kiểm tra cái động cơ của mình nó có bó có nặng hay không cái đã, và đồng thời phải lấy cái bình cực mạnh. Không phải là lấy cái bình điện mà để anh em dùng cái đồng hồ để anh em đo được. Đó, thì anh em phải lấy cái bình điện cực mạnh ở trạng thái có thể bình nó bị yếu. Bình điện là cái đầu tiên, là cái cốt lõi nằm trên tất cả những dòng xe điện tử. Đấy, bởi vì xe này không trang bị motor đề, bởi vì đề từ nó cần một cái động điện nó kích xuống khá là mạnh để làm gì? Để được quay cái bu lăng này, kích hoạt để bu lăng này đẩy. Và vấn đề cái quan trọng cốt lõi cực kỳ quan trọng, nếu bình điện xong ok rồi thì các anh phải kiểm tra cái bu lăng. Đó, cái bu lăng này có rất nhiều người thợ lấy búa táng vào đây, táng trực tiếp vào đây, bởi vì anh em không có cào. Đó, không có cào. Và nhiều anh em lại ẩu nữa, anh em sẽ bắt ba con vít vào đây. Đó, ba con vít ở đây, ba con ốc. Chứ không thể nào gọi vít được, cái này gọi là ốc bù lông. Đó, và cái lỗ này. Thì anh em cảm nhận được cái lỗ này dùng cái thước kẹp hầu như nó rất chi là nhỏ. Em sẽ dùng thước kẹp cho mọi người, nó ăn rất chi là mỏng. Và những cái tai hại chết người gây lới cho anh em thợ mình cứ luôn luôn ẩu để rồi chúng ta sẽ trả giá. Và đồng thời chúng ta sẽ không có đồ chơi. Được chưa? Em sẽ đo này. Thì bản thân ở trong này nó sẽ là cái cuộn điện. Đó, bản thân trong này nó sẽ là cái cuộn điện. Đấy, bởi vì cái này nó có mấy răng thôi. Đó, cái này nó chỉ có mấy răng à. Đó. Ok, cái này khoảng tầm khoảng. Rồi, hơn 5 ly. Đó, hơn 5 ly. Đó, bởi vì nó có mấy gai thôi. Rồi có rất nhiều anh em không có cào thì anh em sẽ siết ba con ốc này vào thì vô tình đụng vào đây luôn. Nó sẽ đụng vào đây luôn. Đấy, nó sẽ đụng ở đây, sẽ là cuộn điện ba pha, sẽ đụng một vấu hoặc là hai vấu. Do tại sao anh em mình dùng cái gì? Dùng cái T8 hoặc T10, ốc này ốc 6 ly mà. 8 hoặc 10 anh em mình ngoáy. Bởi vì anh em mình không nhìn thấy cấn, bởi vì vào cảm giác cái tay cảm thấy nó mệt mỏi rồi. Và đồng thời cái đầu mình nó êm nữa. Khi chúng ta cứ vậy, chúng ta dùng cả lê mở led, chúng ta siết một cái lực nó vào đây.
Đó, nó sẽ tì. Tì ở đây thì sẽ sinh ra là gì? Tuét. Wow. Rồi, hai sợi dây để chập. Chập. Đó, chập. Chập vào nhau. Tiếp tục ở đây chập. Thì vô tình lúc này các anh lại cảo không ra, các anh lúc này các anh lại chả vờ nghĩ lung tung xong các anh lại lúc này lại bật khóa điện rồi các anh lại bấm đề xong lên đường từ quận cho tới IC. Đó, là hai cái này sẽ chết luôn song song. Khi mà chúng ta đã siết ba cái bù long vào sau này, khi mà chúng ta chỉ cần bật khóa điện lên nhấn đề phát hai con này chết luôn, là tức chết không cứu luôn, chết tới mức độ nhanh tức cực kỳ như vậy. Nếu chỉ cần ở đây cuộn điện nó bị test ra một chút xíu bấm đề, bởi vì cá ốc mà cá ốc nó ngoáy cái chết cực kỳ nhanh. Rồi không biết là đầu tiên nó có chết hay không bởi vì chúng ta chưa kiểm tra được. Rồi cuộn điện này thì khá là bền. Điện Tuấn dám nói cho anh em cam đoan cuộn điện này khá là bền. Đây là cuộn điện của Vision thôi, bởi vì nó đã dày như thế này rồi. Còn những cuộn điện của những A Black hoặc là SH chắc chúng ta phải chạy thiên thu. Đó, phải là thiên thu thuộc địa, miễn sao nó không đụng. Đấy, cẩn thận những cái này không bị chảy xước như thế này này. Đó, chảy xước này. Đó là không ổn. Rồi, không biết như thế nào, trước mắt chúng ta phải bỏ tiền ra và đồng thời chúng ta phải là gì? Chúng ta phải là luôn luôn tư vấn khách hàng bây giờ. Hai cái này bộn tiền rồi đó. À, con này bây giờ có mặt hàng cũ tầm hơn hai hai củ. Hai củ. Còn điện này tầm khoảng vài xị nữa cho hai cái này lăn quăn rơi vào khoảng tầm 3 triệu Việt Nam đồng. Ra 3 triệu Việt Nam đồng. Đó là đôi khi chúng ta bị bất cẩn khi chúng ta làm nghề. Đôi tay chúng ta không có cảm giác. À, bởi vì anh mất cảm giác rồi em. Đường rộng và dài em cứ bước đi. Đúng không? Mất cảm giác thì đương nhiên lúc này người vợ sẽ bước đi. À, bởi vì người vợ không còn cảm giác nữa rồi thì ở bên trong chúng ta làm cái gì nữa? À, bởi vì người vợ đấy không có sức chịu được, người vợ đấy cần phải bước đi. Rồi thì hôm nay em nôm na cho mọi người, mọi người cứ nghĩ rằng trong cuộc đời mọi người làm chết 3 triệu, 3 triệu thì mọi người không thể nào tiếc được, lúc này mọi người phải đền. Không đền thì có nghĩa là sao? Khách hàng sẽ chửi, sửi chửi chúng ta tan nát ở cuộc đời này ngay. Chửi, nếu mà anh em gặp chị em phụ nữ gốc Bắc nữa thì chửi thì thôi, vén màn lên luôn, vỗ pật 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 nếu anh em không giải quyết êm đềm ở vấn đề này, đó là vấn đề chết. Vấn đề thứ hai ở cuộc đời này, dù anh em không làm chết thì anh em nếu ở trong cuộc đời này còn sửa xe, và đặc biệt xe đề từ, đó đề từ nó chỉ có trang bị khoảng 4 món này thôi. Khối điều khiển trung tâm nó sẽ là bộ não tàu, rồi cuộn điện, rồi CKP bù lăng hết trên con xe, yếu tố như này để cái động cơ hoạt động, bốn món này. Ok, đó, chỉ cần bốn món này hoạt động. Thì thay vì cuộc đời ai cũng có chết, ai cũng có lỗi lầm, nhiều anh em chưa chết gặp may, nếu thật sự ở cuộc đời này còn làm đề từ, tốt nhất nên đầu tư một cục IC. Đầu tư cho tôi hai con CKB. Những cái khu vực ở nhà mình có những cái dòng xe nào nhiều, ví dụ A Black, SH More, vân vân, đầu tư cho một cái Mustang. Tầm tiền ít hơn 3 triệu Việt Nam đồng. Đó là để cái phân tích cho anh em. Không mốc, không sét, không hư, không thối, không bán ve chai. Để trên tủ, để đó, để ướp. Đầu tư ở trạng thái 3 triệu không cần phải có lợi nhuận. Trong đầu nghĩ đầu tư nó đơn giản, chúng ta là gì? Đóng bảo hiểm nhân thọ. Nha, coi như bỏ vào bồng bình, không có lợi nhuận. Nhưng mà cứu của chúng ta ở bất kỳ lúc nào, nếu chúng ta cần, nó sẽ cứu ngay. Đó. Không bị ăn hẳn, không phải bị ăn hẳn 5 ngày đâu. Đó. Đó, không phải cần phải bị ăn hẳn 5 ngày đâu. Được chưa? Còn đo ở cái này để sống chết khó biết lắm nha. Đấy. Ok. Tôi dám test cho anh em con CKB này, tất cả nó nằm trong giải ưng sống ưng chết, cũng chẳng có thiết bị nào ở trên Việt Nam đo được con CKB để sống chết cả, trừ khi nó chết luôn. Đó. Nó chết luôn thì cực kỳ đơn giản, đo tất cả 6 sợi dây này đều ok.
dùng bất kỳ một cái máy gì ở trên Việt Nam không cần biết, dùng bất kỳ một cái máy test nào trên Việt Nam hay dùng những cái máy nào mấy chục triệu không cần biết, dùng bất kỳ một người thợ nào đo không cần biết, dùng bất kỳ một cái đồng hồ nào để test con CKB này nếu nằm trong dài. Chết, tôi mua luôn thiết bị đấy 50 triệu về nhà ăn xong test CKB. 50 triệu nếu anh em nào biết test con CKB này nằm trong dài. Mà không ai ngu cả để mua cái đồng hồ hay thiết bị test 50 triệu cả. Đồng tiền bỏ ra mua hai CKB này thiết buộc vào là xong. Có mấy trăm nghìn. Treo lủng lẳng ở cái cửa hàng. À, rủi ro nghi ngờ đáp chuyến bay cuối cùng là nó. Nhưng thật sự anh em ở đây lại không làm được điều đó. À, luôn luôn bị ăn hằn vào mò. Và đồng thời chúng ta phải biết kiến thức đo. Và đôi tay này không làm để cho nó chạm chập, để nó sinh ra con này chết. À, có rất nhiều anh em làm con này về nhà cắm phạt vào, rít, bật khẩu hóa điện, nổ máy phát, chưa kịp rung đùi, nói chung là chưa kịp uống hớp nước, xe tự động ực ở trạng thái chết tiếp lần 2, lần 3, lần 4. Thì hy vọng rằng ở trên đời này là cái gì? Làm không biết thì chúng ta phải học. Không có tiền nhiều thì chúng ta học cái nhỏ thôi. Để tiền nhiều bỏ vào bùng binh để tham gia khóa học chẳng hạn như thế. Tất cả hiện tại trên thị trường đang có rất nhiều cái app đang free và miễn phí. Đó, app này đang lại là miễn phí 100% trong quá trình 2 tháng. Ít bữa nữa cái app này thu phí, mình sẽ tặng anh em trong một cái nhóm học. Mình review tất cả cho anh em đọc những cái dữ liệu phân tích ở trong cái mặt điện này như thế này. Hãy chịu khó đọc trong vòng 5 phút một ngày như Đình Tuấn đọc 600 câu hỏi này. Mình dám đảm bảo sau tương lai mình ra ngoài đường hầu như mình khá là tốt nhìn những bảng hiệu hoặc là xe nào chạy sai, chạy đúng trong tương lai. Thì tư duy là ở mỗi con người, ví dụ như thế này, chúng ta nhìn vào cái mặt điện không cần phải hỏi, chịu khó kích hoạt vào, tùy theo vào cái màn hình của chúng ta, nhỏ, đọc nó nhỏ, to, đọc to, lên TV lớn, đọc lớn, lên lứa thì đọc nó to, bởi vì cái dòng chữ hoặc là kẻ chỉ nó to, ví dụ nó là A-Plug 23-25. Và đầu tiên đã đọc vào, chọn vào dòng xe A-Plug thì anh em chúng ta ở đây cần đi tìm cái gì? À, xe này mất còi. Kể cả một người thợ chưa vào nghề cũng được, quan trọng là biết đọc chữ. Nha, biết đọc được rồi, không biết thì đánh vần ra. M, A chở ắt, M ắt mắt, nặng mặt. O, y oi, còi. Mặt đèn đêm, mặt đánh lửa, mặt báo tốc độ thì bao giờ, không bao giờ để đi tuyến trên người ta mổ các bạn. Người ta bóp rái các bạn hết. Mặt tốc độ. Các bạn chịu khó làm được yếu tố này thì thật sự các bạn sẽ không bao giờ gọi là mất tiền và không bao giờ gọi là từ hư. Xoay cái điện thoại lại. Mặt tốc độ cần gì, mò mò mở cái boe lên. Xem 3 đợi dây nó chạy về cái cảm biến bắn sau nếu đó là xe đề tư 23, 25, 26 vân vân. Thì không biết đọc thì chúng chẳng cần gì cần biết. Ở đây nó ghi luôn là tiếng Việt là cầu chì 10A. Xe nó sẽ có điện áp 12V vào cảm biến VS. Dây còn lại sẽ là dây mát chung. Và dây còn lại nó sẽ phi à lên công tơ. Nếu cái đồng hồ này công tơ không quay thì dùng cái thiết bị gì giả lập hoặc là đo hoặc là kiểm tra cảm biến VS. Thế là xong. Chịu khó mỗi ngày chúng ta chỉ cần đọc và xem. Tất cả chỉ cần trong vòng một ngày. Anh em hãy luyện cho Đình Tuấn 30 phút cho hàng đêm. 30 phút cho hàng đêm thì thật sự anh em cực giỏi. Bất kỳ cái gì không biết thì phải học. Học rồi chúng ta mới từ từ làm quen cái sơ đồ, đọc quen chữ. Đầu tiên mới đọc như thế này thì đương nhiên mắt cảm nhất nó cực kỳ là nhức mỏi. Nó cảm thấy là hoa mắt và mệt mỏi bởi vì chúng ta chưa hiểu. Kế tiếp mình sẽ hết cái này, nếu trả phí anh em nào mua của mình sẽ tặng tất cả trong nhóm học này, mình review cho anh em vài đêm. Đó, gọi là gửi tặng anh em về vấn đề để đọc cái này thì không bao giờ gọi là từ chết. Được chưa? Mặt khởi động, mặt đề thì làm nghề ấy thì chúng ta phải biết là đầu tư. Không có tên nào ở trên Việt Nam này mà đôi tay này mà bắt được bận cả. Ở trong cửa hàng không có cái gì, chỉ có đôi tay này mà bắt được bận những cái dòng xe phun xăng điện tử này. Chết 100% nếu như có xe ương ương, dở dở, Đình Tuấn rắm. Bò hai tay hai chân như con bét. Luôn.
nếu trong bất kỳ một trong cửa hàng nào có cao thủ đi đâu nữa mà trong ấy không có cái gì khác ngoài cái máy bấm tít tít và cái tay nghề không để bắt bật được ba cái này nó hư ấy, đặc biệt là cái này này, với các con CKB hư thì Tuấn bò luôn thành bốn chân, được chưa? Có cái này thì anh em quan sát nó có đảo hay không, dinh hay không đó, thì người ta mới gọi là trên đời này cần nhất đồ. Tay nghề nó chỉ là nhì thôi, không có đồ để cảm nhận được tất cả nó còn nằm ở trong thố đẹp để chơi vào thì thật sự chỉ có ăn cám. Bởi vì đệ tử này rất khó chịu nếu chúng ta chưa có làm nhiều, nhiều lúc sục xịt đó. Vấn đề tất cả con xe không báo lỗi, còn báo lỗi 52 thì quá đơn giản, một nó, hai nó. Rồi chưa kể với quý vị anh em thợ máy đo 6 sợi dây ở cái rắc này, là cái rắc ECM này rút ra, đo 6 sợi dây này đôi khi thông vẫn vào đây, đo vẫn thông, rút cái rắc này ra, đo 6 sợi dây này rút cái rắc này ra, đo vẫn thông nhau không chạm vào mát. Nhưng lúc này nó cứ chập, thứ nhất nó lỏng ở đầu này, cái thứ hai nó lỏng ở trong cái chân IC nhỏ xíu xíu, bởi vì trong quá trình cái rắc cái của cái rắc ECM cắm vào đây, trong quá trình nó đang bị mò về, hoặc là cái lỗ này hơi to tí, có thể là thợ trước chọt dữ quá, nó cứ lấy cái gì cái tăm nhọn nó chọt thì toang hết. Đây, một người thợ mà để dùng cái tăm nhọn nhọn hoắt mà to mà cứ chọt vào trong này thì thợ ấy chưa đủ tầm đó. Hay là dùng cái đồng hồ vót nhọn cứ vậy là chúng ta nhấn, thì ở đây nó sẽ là một cái đầu loe đơn giản nó như thế này. Nhấn giết thì đương nhiên nó không vào được mà nó phải le to ra. Thì lúc này nó sẽ vào cái chân của IC. Lúc này nó sẽ gọi là sự tiếp điểm không chắc chắn. Giống như anh em mình hàn, mối chì chưa ngấu. Nhưng cảm thấy tôi cũng đã hàn chì. Nhưng thật sự mối chì nó chưa trắng, chưa thấu, chưa ngấm, chưa đẹp. Thì hầu như chưa đạt tới cảnh giới để hàn chì. Thì đơn giản nó cũng như thế. Đó, có rất nhiều anh em đi học những cái trường nào mình không cần biết, vẫn có rất nhiều anh em bị ăn hẳn ở đây. À, chết lên chết xuống ở trạng thái cái rắc. À, thì anh em phải lưu ý. Thì vấn đề ở đây ấy, đó, thì anh em phải lưu ý tất cả. Thì anh em phải có đồ thử. Ví dụ nhà anh em khu vực A Black nhiều thì đầu tư con xe lít SH Mo hoặc là A Black đầu tư để đó, để khi sau này trong tương lai một con xe không chất lỗi, đúng không ạ? Đo tất cả thông số để ok, nó mới sệt tháo ra múc con này vào nha. Múc con này vào đó, và nhìn kỹ theo dõi những cái điểm bu lăng này xem thợ có gõ có yếc gì không đó. Có chạm cho nó một những cái va chạm, những cái lực mạnh để táng vào trong này không đó. Nếu ở trong này cảm thấy có nghi ngờ thì chúng ta phải thay ngay, bởi vì xe này không có motor đề. Motor đề cái này móp, cái này méo, cái miếng sao nó không đụng cái cuộn lửa bên trong thì cái này chẳng có tác dụng gì là bao nhiêu cả, ngoài tác dụng thì vấu đánh lửa. Còn đề từ nó nhờ vào cái gì? Nhờ vào đây, đưa vào đây để làm cái gì đó, trong này tất cả từ trường đó, để làm một cái điện áp từ đây cấp xuống đây để làm gì, để cho bu lăng nó được đẩy lùi đẩy tới tùy theo vào cái điểm quả bít tông. Bít tông ở xuống dưới thì đẩy lên, bởi vì lúc này nó không cần một lực mạnh nữa, bởi vì nó có từ cái điểm xuất phát đẩy lên. Còn nếu mà chết máy đột ngột hoặc là tắt máy, bu lăng đang nằm ở bít tông đang nằm ở trên đầu hoặc là giữa hoặc ở đây thì lúc này nó sẽ điều khiển để làm gì, cho cái bu lăng này quay lui như kiểu mà Ronaldo lấy đà, để lúc này sút quả 11m. Thấy chưa? Quả 11m có vào hay không thì vấn đề ở đây, nó quay được nhưng không nổ được thì chúng ta phải kiểm tra gì, bù gì, bơm xăng, kim phun v.v. Đó, anh em phải lưu ý. Đầu tiên phải làm cho nó đề quay rõ rõ. Thì hy vọng rằng anh em chịu khó một chút xíu nữa. Đó, làm con xe đã vất vả rồi, đó, hành tới hành lui rồi, bỏ ăn bỏ uống mấy ngày trời, đó,
Trong cuộc sống này làm nghề đừng có ai nói trong nhà không có tiền chục cả. Nha. Nhiều anh em đã sắm được cái máy công nghệ hoặc là mở được cái cửa hàng, trong tay chẳng bao giờ ông nào có dưới 10 triệu đâu. Đó. Còn sau này những tất cả anh em đầu tư đi, sau này không xài bán lại cho Tuấn. Cái đồ này không phải là đồ thối, đồ ươn, giống như kiểu tôm, cá, tép, rau, củ quả ngoài chợ. Cứ để đây. À, cứ để đây. Để chúng ta làm tài. Đó, thì hy vọng rằng anh em chịu khó làm được vấn đề đó. Chứ cuộc sống này cần gì đâu, ở vấn đề này. Em nói thật này. Em nói thật, ở đây em không chê bai ai cả. Vấn đề ở đây mình nói thật. Có nhiều anh em hỏi thì Tuấn, rồi tôi Tuấn xin phép một chút xíu nha. Hỏi anh em hỏi cái ban bận đấy. Trong vòng khoảng 3 tháng sau con xe lại lập vào ban bận vậy, anh em không nhớ, quên, anh em lại hỏi tiếp. Bởi vì ở trong đầu anh em cứ nghĩ rằng ở trên xã hội này mình quen được vài ông, ví dụ Tuấn hoặc là ABC bờ cờ. Rồi, A, B, C, D, E, F. Đúng không? Rồi, có thể là quen 5 ông này không quen nữa, mình có thể theo dõi trên nhóm. Cần gì phải nhớ đau đầu, nhưng cuộc đời làm như vậy, chúng ta sẽ một ngày không lớn lên được. Mà chúng ta chỉ có đạt ở cái tầm như vậy thôi. Nó cứ luôn luôn ở ngưỡng như vậy. Đấy. Anh em thấy thằng giàu kiến thức, thằng giàu kiến thức và giàu tiền nó có chơi với những cái thằng nghèo không? Mà có chơi nhưng rất hạn chế. À, bạn bè là bạn bè, chơi tùy theo lúc. À, ăn nhậu tùy theo lúc, không phải lúc nào cũng được. Bởi vì người ta có tầm cỡ như vậy, người ta luôn luôn người ta muốn học những cái ông cao hơn. À, người ta bỏ tiền, người ta đi theo những cái thằng nó có chất xám hơn, tư duy kinh doanh tốt hơn, để làm gì? Nó mời đi nhậu. Đấy. Để làm gì? Trong cuộc nhậu bỏ ra 500.000 để được gì? Để được người đó thoát ra những cái kinh nghiệm ở cuộc đời chia sẻ. À, bởi vì người ta được ăn thì người ta phải thoát ra. Quan trọng người ta có thoát ra được nhiều hay được ít, để mình chịu khó trong đấy người ta thoát ra 10 câu, mình trong đấy học được 5 từ. Mình có thể bỏ 500 ngàn hoặc là 1 triệu hôm nay, để hôm sau mình cố gắng làm được 5 điều đó tốt, để trong tương lai mình kiếm được tiền, và rất nhiều tiền chẳng hạn như vậy. Nhưng có rất nhiều anh em nó chỉ hạn chế như thế. Người kia nói thì anh em cứ nghĩ rằng lỗ tai này thổi, coi như cái quạt gió đi qua, tắt quạt, tự động, nấu. Rồi, thì cuộc đời chúng ta sẽ không thành công được. Thì hy vọng rằng anh em phải cố gắng điều đó. Có rất nhiều anh em yếu đó, có rất nhiều thời anh em phải yếu cực kỳ, yếu cực kỳ là yếu. Nên anh em chúng ta phải cố gắng. Tại sao nữa? Bởi vì bây giờ không như ngày xưa, công nghệ càng ngày càng bão hòa, xe càng ngày một rẻ. Em đã bảo mọi người đầu tư con xe đấy. Mọi người đầu tư một con xe, mọi người đầu tư thêm 5 cái rắc IC, tổng cộng 5 cái rắc IC tương đương sẽ là một rắc 100, 5 rắc sẽ là 500.000. Mọi người về nhà thích chạy IC nào trên Việt Nam thì mọi người chạy, cứ miễn sao nó đề tử. Thấy yeah. Chưa? Cứ miễn sao cùng IC nó cầm trên tay đề tử. Và hiểu nó của 33 chân này nó chạy đi đâu, thì bất kỳ nó sẽ chạy về. Hy vọng rằng ngày mai em sẽ đối thoại thành công con xe tai nạn, em sẽ mua bích con xe A-Black đó. Em ngày mai em sẽ trả ok 8 triệu không bán, em trả lên 9 triệu. Bởi vì xe chỉ bể dần đầu dần đèn. Đồng hồ IC động cơ đằng sau mới leng keng. À, em bỏ đây. Đó, em làm cái mô hình cho mọi người thích tháo ráp động cơ. Và em làm xem cái bảng điện tử ở trên. Hoặc là cái bảng tắp lô. Đánh 33 bàn công tắc hướng từ ECM. Đấy, và cái hướng sẽ chạy xuống cái rắc dây. Để cho mọi người biết đo thông mặt. Ok. Đó, đi mua 33 công tắc của ngoài phụ tùng ô tô, chắc 30 công tắc thôi. Bởi vì nhiều cái dây nó không quan trọng thì làm gì nhiều. Làm cái hộp. Đó. Cho anh em cái đầu dây này từ IC chạy xuống nó ngắn mặt mà. Thế anh em sẽ đo từ đoạn này. Đấy, từ đoạn này đó, là từ bó dây chạy lên IC nó bị đoán mặt. Em sẽ làm đây mọi người thích giá máy, thích làm gì, coi như con xe sống nổ phập phập phập. Chạy tất cả IC. Đó, để em lấy cái bằng ô tô ra cái đã.
chạy hầu như Việt Nam này có xe đề từ gì nó phải chạy được, nó phải chạy được, nó chỉ làm con xe A Black chạy tất cả IC, ok chưa? Đó, thế thôi, đó là cái đam mê. Bỏ ra vài ngày hôm nay nối dần dần, bèo gì một ngày cũng nối được hai rắc IC, năm rắc thì bèo gì chúng ta bỏ ra khoảng một tuần 10 ngày nối là xong nha. Đấy, còn nếu mà thuộc màu dây thì nhanh hơn nữa, không thuộc màu dây thì bỏ hai cuốn tài liệu ra, chân A Black và chân của SH, cứ vậy nối, cứ vậy nối, cứ vậy nối. Rồi, trên A Black không có van guarantee, chúng ta giả lập cái van guarantee. Trên A Black đúng không ạ, chạy xe của xe có bộ ba cảm biến, có trang bị cảm biến map, giả lập cái báo số 1 đúng không? Rồi, dùng con điện trở thôi. Đấy là sao? Giả lập map và van không tải IACV. Bởi vì cái xe A Black đấy nó không có guarantee tự động, thì chúng ta độ những con IC khác cắm cái rác cái vào thì chúng ta phải độ để cho nó bớt báo cái lỗi 29 và cái lỗi số 1. Đấy, thì mọi người phải làm và mọi người phải yêu được như vậy thì mọi người mới thành công được. Đây, em thấy mọi người cứ hay quên nhiều lắm. Ok anh. Học thì phải thấm, học về nhà phải nghiên cứu tiếp. Học về nhà, học phải thấm, học phải nghiên cứu tiếp. Được chưa? Giống đi học bằng lái ô tô này, lạng quạng mình ra ngoài chắt hạt kia, mình chỉ luôn ông thầy, bảo ông thầy không cần phải dạy. Đó mới gọi là đẳng cấp. Nếu mà muốn chuyên sâu, đi thi thực hành. Thầy bảo ở đây đang giấu cái điểm căn này, bảo thầy xịt xịt, im luôn để em chạy. Trong quá trình nếu mà thật sự thầy trò hoặc là sư phụ dám cuộc chơi này lớn, đố với thầy luôn, em lọt, chạy, tất cả không cắn vặt, đều ok hết, thì hôm nay thầy bao em đi nhậu. Còn nếu em cắn vặt, hôm nay em bao thầy đi nhậu và bao thầy đi tay vị. Được chưa? Trước khi đi thi đấy, lên trên lắc trên gì YouTube, nghiên cứu nó kỹ đi, vào chuồng, rẽ, cua, đánh lái, điểm xuất phát, xuất phát và xi nhan trái. Được chưa? Đi một đoạn, tới gì? Người đi bộ, dừng lại, ok, tít 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 tít, chạy tiếp, ok. Đấy, đánh lái vào chuồng, re, quay hết cua lăng qua bên trái hoặc bên phải, nhìn gương ở chỗ đoạn nào, phải re vào chuồng, một nhịp một. Đấy, không phải là bò ra bò vào hết thời gian, ok. Đó là cái đó mình phải làm được điều đó để mình cái gì, cuộc đời mình còn phải hành trình ra ngoài đường, không biết thì thôi, biết mà để nó cứ 50-50, cảm thấy trong lòng ấm ức, biết là phải biết cho nó hết, ở cuộc đời là vậy. Đó, thì mình chỉ biết là chia sẻ, nó mệt lắm. Trên đời không có cái gì hết là cái dĩ nhiên ở cuộc đời này cả, ai không biết là có tiền mua được tất cả, tùy theo ở khu người ta lo được, còn ở khu người ta bóp chặt quá thì có tiền mình không lo được, thì đương nhiên mình phải căng cái đầu để mình học. Đấy, dạng này tụt 2kg luôn. Rồi mua xe về nhà, bây giờ lại tiếp tục phải nghiên cứu chỗ đậu ở đâu. Đó, chắc là vứt ở ngoài tối, ngoài đường, ngoài mưa kia nó bẻ gương, phải xót ruột, đau tim. Lại phải tính toán làm sao để có tiền để sang năm xây cái nhà để ở và nhét cái con trâu vào cho nó ở. Mẹ nó đau đầu thế chứ. Mọi người hiểu không? Luôn luôn nó phải đi từng bước từng bước. Đấy, thế là cái quan trọng mà mình chia sẻ hết rồi. Còn thật sự mình chưa ôm bu lăng nhiều đâu ở cuộc đời này. Mình mới thì hôm vừa rồi chủ nhật ra ngoài mình chạy đúng 3 vòng, trời mưa tầm tã, sư phụ bảo về nhà mình tính toán cái đường ấy chạy như nào. Mẹ mình tính toán khoảng nửa ngày, mình bảo thầy khỏi cần chỉ. À, những ông thầy bảo em chịu khó hôm nay đi học cái này, nghiên cứu kỹ đi. Và cuộc đời nó lại có cái buồn cười như thế này nữa nè. Và nhiều anh em mà khuyên mình cảm ơn. Mình muốn học bằng B1. Đó, thì những ông thầy thì bảo ơi em cố gắng học bằng B2 đi. Bảo không thầy, em chỉ muốn học bằng D1. Cái vấn đề bằng B1 nó rẻ tiền hơn bằng B2, không đáng kể cái đó, em không tính toán về tiền. Nhưng khi đi thi nó sẽ dễ hơn, bởi vì nó không có từ là từ chết máy. Và những thầy bảo thôi em cố gắng đi, sử dụng cho nó quen côn. Đó, đạp côn đi cho nó quen, nhả chịu khó mỏi chân tí,
trong tương lai em thất nghiệp, em có thể chọn cái nghề gì đó, chạy xe tải nhỏ, xe taxi hoặc là dịch vụ gì đó chạy thuê nếu mà có số sàn. Thầy nào 90 thầy thì cả trăm thầy luôn luôn bảo như vậy. Nhưng khi lấy được cái bằng về nhà 20 năm sau hoặc là 10 năm sau mới sờ vào con xe, bởi vì lúc này chúng ta đang sửa xe thất nghiệp, thì lúc này gọi cho thầy bảo bây giờ em thất nghiệp rồi, 10 năm sau em mới cầm cái bằng ra em chạy, thầy tư vấn cho em chạy cái gì? Thầy bảo no, cái vấn đề đó thầy tư vấn được. Ở vấn đề khi người ta đã chọn có mục đích thì đừng có tư vấn nhiều đó, phải tùy theo vào đối tượng để chọn và đồng thời tư vấn. Đấy, thà bảo không có xe số sàn thì nói đấy, tôi chỉ có xe số tự động thôi, chẳng hạn như thế. Hoặc ông này không có số tự động thì chỉ bảo số sàn, em chịu khó học. Chứ đừng có bảo người ta đi học B1 mà cứ phải ép này nỉ người ta lên bằng B2. Rồi mình học B2 ở đây có rất nhiều anh em tư vấn và đồng thời bảo lên bằng C đi cho dễ. Bảo thưa các cụ, con có thất nghiệp để đi chạy cái xe tải nặng hoặc là xe gì đâu mà con phải đi học tới bằng C. Bởi vì quyết định trước khi người ta đi làm bất kỳ cái điều gì, người ta luôn luôn phải suy nghĩ và tính toán. Đấy, con chỉ mua về nhà con phục vụ gia đình con và chở vợ con, vợ con, vợ của con đi làm đất thôi, và con chở hai đứa con đi học thôi. Đấy. Trong cuộc đời này con không bao giờ gọi là chạy số sàn. Đấy, có chạy taxi trừ khi nó hết số, thì con ở đây còn hai cửa hàng máy bơm, con còn bơm hơi vá lốp ở vỉa hè đường, con còn lai dai được. Đấy, nhiều anh em lại cứ nghĩ cho mình xa thế, lỡ may trong nhà tương lai không còn cái gì, nó chỉ là số 0, lúc này có bằng B2, xin vào đi chạy dịch vụ taxi MyLink Vinasun hoặc là taxi giá rẻ vân vân. Thì nhiều lúc thật sự cuộc sống của anh em chưa nghĩ cho anh em lại cứ nghĩ cho người khác sâu như thế. Đó, đấy là mình cảm ơn những tấm lòng của anh em thợ đấy, và đồng thời những thầy đấy, mục đích người ta đã đưa ra thì người ta phải có quyền lựa chọn. Chẳng có trong tay ai mà bây giờ, trừ khi đi làm dịch vụ, chẳng có trong tay ai mà tuy nhiên bây giờ mua con xe gần 1 tỷ phải đi vay hết nửa tỷ hoặc là trả góp để cầm cái cà vẹt photo. Tùy theo người, người ta có nhu cầu dịch vụ thì người ta bây giờ người ta chỉ có sống về cái nghề sửa xe. Người ta mua xe khoảng 800, đưa trước 200, thiếu 600. Để người ta làm cái gì? Để người ta chạy xe từ từ, người ta đóng từ từ, nó bớt tụt cái gốc và từ từ trả lãi dần để cho nó hạn hẹp xuống. Còn con ở đây, đấy, khổ lắm, mua về nhà. Ở cuộc đời này sống tới chuẩn bị U40 rồi, con về nhà bảo một câu bố ơi trời mưa, mới bạn của con được xe đi đón nhiều, đố mình nhìn thấy ở cổng trường rất nhiều xe ô tô đi đón ở trạng thái mưa. Người ta mở cái cửa ra, người ta bật cái dù đi vào cổng trường, bật thêm cái dù nữa, thế là người ta đưa con ra, kéo dù xuống ngóc cái đầu chui vào. Mình nghĩ đi nghĩ lại, đúng, tha mình cuộc đời này không có, chưa đạt tới cái đó, luôn luôn bảo con ơi thật sự bố không đủ khả năng, bố chỉ có đôi vai và hai cái chân hai cánh tay. Đấy, bố không phải làm những cơ quan công chức nhà nước mà có tiếng tăm ở trong xã hội, ông bà nội ông bà nghèo đều là nghèo à, bố cố gắng lắm cho con học được cái trường đấy, cho con được bằng người ta, cũng ngồi vào cái trường đấy, cũng được nhìn thấy được cô giáo ở đó giảng cho con là VIP nhất, là hết bài rồi con ạ. Còn vấn đề mua xe ô tô là thua. Còn bây giờ cảm thấy cuộc đời có điều kiện thì chúng ta phải làm. Cuộc đời, Lê Đình Tuấn luôn luôn chia sẻ với anh em, ở cuộc đời này có bao nhiêu ông sống quá cái 10 năm? Có nhiều người rủi ro chưa quá được một cái 10 năm. Ok. Có nhiều người không may mắn sẽ không có bao giờ qua được cuộc đời 20 năm, là hai cái 10 năm. Thì cuộc đời của mình gần cán mốc tới 4 cái 10 năm rồi, biết bao giờ. Cứ nghiên cứu như này chắc toang sớm. Thôi, lướt cái đã, tính tiếp. Tính tiếp. Rồi, khi nào hết tiền đổ xăng, bảo hai cửa hàng, mấy anh em bảo mặn lên tí nữa. Đủ sư phụ, tháng này móm quá hết tiền đổ xăng. Mấy đại tử bảo, ủa, vậy à sư phụ? Dạ, em cố gắng bào thêm xíu nữa. Có tiền đổ xăng. Đúng không? Khi nào hai cửa hàng này không làm nữa thì lúc đấy bán ô tô, bởi vì hết tiền đổ xăng. Mọi người hiểu không?
Còn bây giờ hai cửa hàng luôn luôn nó còn sống được, bao cho ăn mặn thêm tí nữa. Ủa, kiếm tiền đổ xăng thì bên trên đưa xuống cấp dưới thì bên dưới cấp dưới phải làm thôi. Đó là cái quy định ở trong xã hội này nè. Quan nào là quan to đấy, học trong cái lý thuyết này nè. Đấy, quan nào là quan to? Quan to thì đương nhiên quan sẽ có tiền. Đấy, mọi người phải lưu ý điều đấy. Xin địa chỉ anh Tuấn ơi, Zalo 0909755. Thật sự mình cũng thích con Santa Fe hay là con Tucson phiên bản 2022, nhưng thật sự sang năm mình còn xây nhà mọi người ạ. Thôi, phát đầu tiên khởi động như thế thôi. Đấy, là cái hạnh phúc rồi. Còn bây giờ nó cứ thêm trăm, thêm trăm. Cứ lên con với ông YouTuber, YouTube so sánh hết cái hãng xe này tầm 800 bao nhiêu, 900 bao nhiêu, tỷ bao nhiêu, nó lại thêm trăm, nó lại có cái này hay tí nữa. Rồi, cái xe này bản này lại thêm 50, lại thêm xíu nữa. Đủ cái lòng tham của con người nó gọi là vô đáy, gọi là vô tận. Không biết có điểm dừng. Nên mình cảm thấy xem mình không tìm ra lối thoát được. Nó lựa chọn cho mình một cái bản hợp nhất thì đó nó sẽ lôi cuốn mình. À, bởi vì ai cũng muốn là ngồi lên một con xe sang đi cảm thấy nó cảm thấy sướng cuộc đời. À, từ động tác cho tới hệ thống ngồi, hệ thống lái, phanh tay điện tử, auto hold, căn lăn đường. Nói chung là đủ cuộc đời này cả. Đấy, nhưng thật sự chúng ta phải biết có điểm dừng, không nên đi đâu nữa. Bởi vì cuộc đời chúng ta còn khá là trẻ. Có thể trong tương lai, cứ làm đi, năm 2 năm sau có điều kiện ở bán lỗ khoảng 200 ấy. Rồi con này 830 triệu, lăn bắn thì có bèo gì, nó là phiên bản 2022 mà, 24 bèo gì nó cũng phải bán là 6 lít. Rồi thêm 6-7 lít nữa lại đục xe khác chẳng hạn như thế. Nó không có thôi, xây cái nhà để chui ra chui vào cái đá. Lỡ mai thời thế hết thì lấy cái mà bỏ vào miệng. Thế là bây giờ cứ hứng cái cao, sang năm nhà chẳng xây được. Ồ, thế trong cuối cùng là làm cái gì? Lại phải cố gắng nghiên cứu đầu này, xỉa đầu kia, múc đầu này, luôn luôn phải nghiên cứu để kiếm tiền xây nhà, mệt. Thôi, có cái che nắng che mưa được rồi. À, Hyundai Creta phiên bản 2022, phiên bản cao cấp. À, chọn là cái bản cao cấp là ok rồi. Nó có 3 bản, bản tiêu chuẩn là bản thiếu, bản đặc biệt là bản vừa vừa, bản cao cấp gọi là cao cấp là đi lên. Các bạn nhìn thấy không, trong thời gian này thì Tuấn không live stream, ít bán hàng. Tất cả các loại xe và công thức, đúng không? Từ phiên bản và từ câu hỏi cho cái lý thuyết, hầu như nó ngấm, hầu như gần toàn hiện vào đây. Kế tiếp mình sẽ xâm nhập về camera, màn hình. Hay là bản thân nhiều anh em đi lắp cái màn hình, đố mỗi người để lắp màn hình bảo cái nhiệt độ, bao nhiêu độ là quạt quay để cho giải nhiệt khi anh em mở âm thanh. Bây giờ có nhiều đơn giản, mới bố đang lắp những màn hình Android hoặc những màn hình gì đây, thay những màn hình cho anh em. Nhiều bố hỏi cái màn hình này khi mở nhạc, quạt giải nhiệt ở trạng thái nhiệt độ tăng đến bao nhiêu, quạt là phải quay. Nó đơn giản, cái động cơ xe của chúng ta là thế. Quạt quay để tải nhiệt ra cái nhôm. Nhiều thằng thợ lắp màn hình, ôi nóng sẽ quay. Anh em thử nào, bữa nào ra với gala nào hỏi thử coi, 10 thằng thì may lắm, còn 3 thằng biết. Còn mấy thằng kia nó cứ trả lời cho anh em, khi nào chúng ta mở nhạc nhá, nó sẽ sinh ra nhiệt. Đó, nhiệt. Nó đơn giản mà khi chúng ta nổ máy, bắt đầu hệ thống sạc. Nha, sạc như kiểu những dòng xe SH, nó sẽ sinh ra nhiệt. Nhiệt chúng ta sẽ làm gì? Cái tản nhôm. Đó, cái miếng nhôm để làm gì? Tải nhiệt. À, tải nhiệt. Và riêng cái này nó sẽ có cái quạt nhỏ. À, giống cái trong ECU ấy, nó sẽ quay. Đấy, quay để tản nhiệt, không nó nóng quá thì nó có mà teo hết dây à. Bởi vì nó nằm sau màn hình gọi là âm ly. Đó, anh em cứ tưởng như là đi hỏi như vậy thì mấy thằng biết. Nhưng mình đã nghĩ tới mức độ thì bỏ rồi. Đó, mai mốt mình sẽ đi gala ở đây. Anh muốn thay màn hình, em tư vấn cho anh nhiệt độ này bao nhiêu độ là quay. Nó chỉ là biết là nóng quay thôi. Thế nóng quay thì biết bao giờ nóng quay. À, đó là cái cuộc chơi. Nên cuộc đời khi chúng ta đã ngấm vào cái gì hay là chúng ta đã yêu quý cái gì thì chúng ta phải làm như vậy. Bởi vì chúng ta bản thân là một người thợ. Bản thân là một người thợ. Bản thân là một người thợ. Đó. Rồi chia sẻ tới đây thì anh em cảm thấy nó không hay. Anh em đi lượn, đi ngủ hết. Rồi ok. Vấn đề kế tiếp.
Và trong cái quan niệm làm ăn ông chủ hay bất kỳ làm gì, tạp hóa hay là bán phụ tùng hay là tạp hóa gì, ông chủ nghiêm cấm không được chửi thằng đệ tử là ngu, hoặc là người bán hàng là ngu, chậm, lù đủ. Tuyệt đối chúng ta nếu muốn làm ông chủ sau tương lai kinh doanh thì anh em phải rút bỏ kinh nghiệm này, bỏ ngay cái miệng, không được nói điều đó nữa. Hay bản thân mình ngày xưa cũng nói điều đó. Đấy, hoặc là những chị bán hàng ngoài kia cũng vậy, chửi nhân viên không ra gì, hoặc là bán cơm, hoặc là bán phở bên này, mới làm gì lê mê, mới làm gì đi chậm thế. Yeah. Có nhiều người rất trẻ tuổi ở trạng thái chủ cửa hàng khoảng 18 đôi 10, những cô giúp việc tuổi cha, tuổi mẹ mình ở cái tuổi 5-60, bà làm gì lê mê thế. Thế hết cho cầu, lúc đấy khách hàng đang rất đông, nhiều người khách hàng sẽ đánh giá vào mình còn trẻ, nhưng có câu nói không hay nào, và đồng làm thờ cho một người mẹ hoặc là một người phụ việc của mình tổn thương. Lý do tại sao người ta thông minh như mình thì người ta sẽ không bao giờ đi làm mướn, người ta đủ điều kiện như mình thì chẳng có trên đời này thằng nào đi làm mướn cả. Thì vậy thì ai sẽ là đi làm đầy tớ? Ai ai cũng làm chủ thì cuộc đời này không ai đi làm thuê. Nên tất cả chúng ta phải cân nhắc những cái câu cửa miệng đó. Ai không biết hàng tháng trả được tiền người ta, nhưng người ta bỏ công sức ra làm cho mình đó, nhanh hay chậm tùy thuộc, bởi vì chúng ta bị cuống quýu. Đơn giản xử lý xe này, những ông chủ trong này nói luôn nè, chưa va chạm xe FI khách hàng ngồi đó có phải toát mồ hôi dái không? Có, bấm số 1. Có không? Có chứ. Những xe đời mới bây giờ ra chưa chắc biết mở hướng nào, ví dụ đưa chữ con SH 2020 2019 bậy cái bệ ở trên đầu đèn ra, chắc có thể trong này 34 người coi, chắc may lắm thì chắc được khoảng 20 người biết mở, 15 người kia chắc quay như trong cháu. Được chưa? Người ta bảo có nhu cầu, em chỉnh lại cho tôi cái đầu đèn nó bị re re dơ dơ, nảy ra chắc toát một hồi, chắc chắn luôn. Nên chúng ta hiểu được điều đấy, và đồng thời khách hàng bên cạnh người ta đứng, người ta bảo thằng này sao cứ lay quay như gà mắc đẻ. Lay quay chứ tuyệt đối đố, bởi vì chúng ta là gì, chưa quen, cuống, lần đầu tiên gặp nó được khách hàng ngồi trước mặt. Bởi vì sao? Chúng ta xử lý chưa quen thì đương nhiên chúng ta có cảm giác run sợ, càng run càng sợ thì chúng ta càng cuống, và lúc này mồ hôi rơi đầm đìa. Thì đơn giản bất kỳ một người nào đi làm thuê làm mướn cũng vậy, người ta đi làm chứ người ta không phải đi tới đây để xin. Người ta bỏ công bỏ sức thì chẳng lẽ lúc này là cửa hàng của mình là đông, đông là mình phải thuê thêm thợ hoặc là mướn người thêm dịch vụ chạy bán phở bán cơm. Ở đây mắc lỗi sai là sai cho những ông chủ hoặc là những cửa hàng tạp hóa. Anh biết cửa hàng ăn đông như này, ngày lễ ngày Tết này anh phải kêu thêm. Tuy nhiên anh lại la mắng những người đó là người mẹ, đáng tuổi mẹ, đã tuổi cha, làm như vậy không được. Hay anh em mình thợ cũng được. Có anh em thợ biết đéo bây giờ ghé vào cửa hàng mình làm nghề hết, đừng có chửi người ta ngu đó, đừng có lấy cà lê phang đầu ở thời buổi này. Không biết thì mới tới đi học nghề, không biết thì mới đi làm thuê, tháng lấy được vài triệu bạc, chưa kể móng tay móng chân mẹ nó chóc hơi tí là xịt máu. Ăn cơm đúng giờ đúng giấc chưa, hỏi đi làm thuê đó. Bản thân tôi ngày xưa đi làm thuê rất nhiều trong Sài Gòn, được đúng giờ đúng giấc chưa đó. Những lúc cửa hàng của các anh đông, mẹ tôi được nghỉ không, nghĩ bảo hôm nay chủ phủ cửa hàng đông khách, thôi thương anh chủ khách đông, để cho anh ấy được khách tin tưởng, đừng có lao ra làm đau bao tử. Được chưa? Đấy, đó là trong quy luật làm ăn. Đó là người có tiền thuê người không có tiền đi làm trả công, gọi là đầy tớ. Thì tất cả chúng ta phải có sự khiêm tốn. Nếu là giỏi những can đéo vào đi làm thuê cuộc đời nữa, tôi làm chủ hết. Nếu trong tay tôi đủ điều kiện, đéo làm thuê nữa, một ngày tôi có thể thay vài cái lốp, tôi vẫn có 300 ngàn. Đi làm cho các anh một tháng may lắm 10 triệu. Một tháng nghỉ được mấy ngày? 2 ngày. Rồi tôi về nhà tôi có 50-70 triệu, tôi mở mẹ tiệm thì đéo cần phải đẳng cấp. Một ngày thay 2 cái lốp, mấy bình nhớt tèn tèn làm cái nồi xe gà, lê trên mạng mẹ coi re 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 vệ sinh nồi, họng gà, chịu khó tư duy một tí cũng có tiền. Các bạn đúng không? Nên có rất nhiều người buồn cười. Đấy, giống tôi đi ăn phở ăn sáng vậy.
nếu gặp vào những cái lễ cái Tết chủ nhật đổ mới hối chạy nhăn tông. Nhăn tông thì người ta lúc này cuốn người ta bưng tô phở lỡ may đổ vào khách hàng thì sao, lại chửi người ta tiếp. Rồi lúc này dọn bàn đi hối, dọn chậm thế dọn nhăn, thế người ta bưng mấy cái tô lỡ may cuốn mệt rồi ở trạng thái rơi pẹt, rồi trừ lương 5 cái tô nhân lên, một cái 50.000, 5 cái 250, à tô này cũ rồi tôi lấy chi 200, thế là bay cha mất 2 ngày công bưng phở. À, mọi người không ok đấy. Hàng người ta tới làm cho mình thì bán xong người ta cứ bật nó, mấy lần nó ngủ hàng lấy tiền thì điều đấy mình đuổi ngay. Hoặc vào trong này biếng làm cái đòi ăn ngon, trộm cắp không làm đòi có ăn, quýt đuổi à, có ăn củ rồi. Ở cuộc đời này nó luôn luôn xảy ra tình trạng như vậy, nên tất cả những anh em mình đang làm nghề hay chuẩn bị làm những ông chủ to sau này thuê anh em, hạn chế cái đó và hãy chia sẻ công nghệ, chia sẻ những gì mình học được cho học trò đi. Cứ sợ mẹ trời buổi này nó biết nó lướt, bởi vì nó học của các ông chẳng chia sẻ cái mẹ gì cả, ép nó làm nó cảm thấy học giết không lên tay nghề nó nghỉ thôi. Đó. Thế rồi đấy, cũng đời thế thôi. Đó. Rõ ràng đủ lông đủ cắn là mọc, giống đơn giản cha mẹ chúng ta sinh ra chẳng bao giờ chúng ta lại sống mãi mãi với ngôi nhà với cha mẹ được. Đủ lông đủ cắn bố mẹ cho sinh ra để chúng ta làm người, để chúng ta biết tư duy, biết kiếm tiền, chúng ta phải luôn đi bay xa để chúng ta kiếm tiền. Cố gắng mục đích để kiếm tiền gì, mua lô đất để xây riêng, không ở chung với bố mẹ nữa. À, đó là cái điều chúng ta cần thiết làm nhất. Rồi để bố mẹ chúng ta là gì? Ờ, ông bà già này khổ. Rồi đẻ bầy con khổ, nhưng có rất nhiều thằng con nó biết tư duy làm ăn để nó mua những lô đất, được nó xây được cái nhà để đón bố mẹ lâu lâu có cái lễ dịp thì tới chơi khoảng vài ngày. Đó là điều chúng ta cần làm ở cuộc đời này. Nếu con có hy vọng, cần có tia hy vọng, cần có điều sống sức sống, luôn luôn phải làm điều đấy. Đó, để cuộc đời này nhắm mắt xuôi tay cảm thấy tới đó đạt được thì chẳng có giấc mơ gì cả. Rồi chết nắm mắt sao bởi cuộc đời chúng ta như thế thôi. Đấy. Thôi, từ tối giờ live stream nói chung là nó cũng khá là hay và thú vị. À, từ FI cho tới cách ứng xử cho chúng ta là một người thợ. À, cho chúng ta có thể là buôn bán bất kỳ một cái gì cũng vậy, chuỗi cửa hàng hoặc là rửa xe hoặc là mua bán phụ tùng hoặc là bán phở, bán cám, bán yếc gì cũng vậy. À, không nên chửi người ta ngu. Người ta khôn thì người ta chẳng bao giờ phải đi làm thuê đâu. Vì mẹ người ta đéo bao giờ người ta chờ tới mùng năm Tây để người ta phải hỏi anh ơi hôm nay mùng năm Tây rồi thanh toán lương cho em. Người ta không bao giờ người ta phải mở mồm câu đấy. Người ta đi làm để người ta lấy công, để người ta lấy lương, chứ không phải là tới mùng năm Tây người ta phải nhắc anh ơi. Bình thường em làm hôm 30 đúng không ạ, 30 là hết tháng, nhưng thật sự em làm ở những nơi này đúng không ạ, hay bất kỳ nơi đâu cũng vậy, ở đa số mùng năm Tây mới trả lương để giam 5 ngày mà sợ lấy mẹ lương 30 ngày ở cuối tháng nghỉ mẹ mất. Đó là trong bất kỳ một cái công ty nào hay bất kỳ một thằng chủ nào luôn luôn nó ra một cái điều kiện như vậy là mùng năm Tây. Đấy, bởi vì lỡ may mà 30 vào mà cuối tháng 30 lấy lương nó nghỉ mẹ mất, lúc này nó nghỉ không xoay sở được ai. À, lúc này nó nghỉ làm 5 ngày kiếm nó được đôi triệu, à nó nghỉ đỡ tiếc, thì thời gian nó nghỉ đấy mình làm, mình lấy cái tiền đó để mình bồi dưỡng mình, tiếp tục mình lại kêu người khác tới làm. Đó, trong quan điểm thảo mang luôn luôn thế. Thằng mẹ nào cũng vậy, mùng 5 Tây phát lương làm công ty cũng vậy, 15 Tây ứng lương, học 20 Tây ứng lương, 30 chốt sổ, nhiều lúc còn quên há mồm à. Đấy. Rồi lúc này phát lương chết cha rồi, má tháng này chi phí nhiều, hoặc là mưa gió mẹ đếm tiền thì mẹ đưa ra đưa cho thợ còn xít mới trả sát này. Rồi ơi xít mới sát xong đưa tiền xong nói vài câu bảo em ơi tháng này hơi ế, những khâu này em làm chưa tốt, còn răng đe nó vài câu đấy, thế nó buồn nó nghỉ mẹ đi. Nó nghĩ vào trong đầu lúc làm đắt cho các ông thì mẹ các ông thì mẹ nó khen tới khen lui, tháng này mới có mưa gió ế tí mẹ mấy ông mới đưa cho tôi tháng này có 7 triệu, rút tới rút lui, còn chưa kia quảng cáo cảnh nhẹ của tôi, những cái thằng mà thì mẹ nó có tư duy, nó nghĩ được trong bụng thằng chủ làm được cái gì thì nó chẳng bao giờ làm thuê. Từ khi nó thất thế, những bản thân tôi bây giờ thất thế tôi làm thuê thì mẹ thật sự không có thằng chủ nào bóp được lỗ mũi tôi cả. À, tùy
Bởi vì tôi chỉ nằm sau nó, tôi thất thế ở cuộc đời tôi đi làm mướn thôi. Còn thật sự mẹ nó lấy tiền khách hàng cái này tôi cũng biết. Trong bụng gì nó nghĩ gì cũng biết. Vợ ông mặc cái gì tôi cũng nhìn thấy màu luôn. Tôi dám đảm bảo ở phút này nếu tôi đi làm thuê, tôi biết là vợ của phu nhân của các anh mặc vòng một màu gì hay là vòng ba màu gì luôn. Đấy, và các anh nghĩ gì được luôn. Đấy. Đấy nha. Đó. Thì trên đời chẳng có đi làm thuê từ khi nó xa cơ thất thế cuộc đời này. Những thằng đó thì có nhưng rất ít. Rất có để ít nhưng có những thằng đó trong tay. Đó. Bởi vì cuộc đời này nó trải qua tất cả những sóng gió. Nó trải qua tất cả những cái lúc mà đắng cay, ngọt mùi của cuộc sống. Đó. Thì đương nhiên ở trên đời này nó sẽ đến tất cả và nó sẽ cảm nhận được tất cả điều đó. Đấy, mọi người. Đấy, thì chúc tất cả những ông chủ chúng ta hãy có một cách cư xử, hoặc là chị nhà chúng ta kinh doanh một cái chuỗi cửa hàng gì đó và thuê người làm. Đó, trẻ trẻ ngang tầm thì nó nói được tí thôi. Nếu người nào bằng cung bậc bậc cô dì chú bác cha mẹ chúng ta hạn chế, bởi vì người ta đã già rồi ở cuộc sống. Tại sao người ta đi làm thuê không? Bởi vì cuộc sống người ta đẻ con ra, con người ta không có sự giàu có. Đó. Bởi vì người ta đẻ con ra, con người ta chỉ có đủ để làm cho nuôi gia đình nhỏ. Nên những ông bà già ngày xưa bao nhiêu tiền của không có để dư, dốc hết tất cả để nuôi cho những đứa con trưởng thành. Chưa kể trong tương lai ở cái tuổi xế chiều là cái tuổi được nghỉ hưu, nhưng cố gắng phải đi làm lâm lũ để làm gì? Cho cháu tiền mua sữa, bởi vì bố mẹ nó làm ăn ngày được ngày không, làm cho những đứa cháu nó bị thèm khát sữa. Nên có rất những nhiều người mẹ của chúng ta, gọi là bà nội, bà ngoại của chúng ta, phải đi làm thuê, làm mướn. Thứ nhất là làm gì? Làm cu ly, làm bị để người ta sai khiến để làm gì? Để nuôi cho những đứa cháu của mình nó đang bị bơ vơ, bị thiếu ăn khi cha mẹ của nó làm không đủ nuôi nó. Hoặc là lúc này những cha mẹ sinh con chúng ta ra ở trạng thái những đứa con khá là nghèo, hàng tháng không thể nào trợ cấp được cho mẹ. Nên bố mẹ ở cái tuổi khá là già phải đi làm cu ly để lấy tiền nuôi cho bản thân ở tuổi già. Đấy, bị người ta sai khiến. Ở vấn đề đấy, vào những cái nhà tốt đẹp người ta hiểu nha. Người ta nghĩ là người mẹ, là người cho, là người chú giúp việc hàng tháng trả cái lương hậu hĩnh, ăn gì thì mời người giúp việc ăn cái đấy, là chủ đó là chủ số 1. Người ta không nghĩ gì về cái miếng ăn. Còn nhiều chủ mẹ nó cứ chờ bà giúp việc đi ngủ, bảo đi ngủ đi cô, hay là lên phòng trông cháu ở dưới này, hai vợ chồng luộc tôm để ăn. Ở cuộc đời như vậy ăn cảm thấy nó có nuốt được trôi vào trong cổ họng không? Tiếc gì miếng ăn đó. Không tiếc gì miếng ăn cả đó. Nó chỉ thêm một cái chén thôi. Ví dụ hai vợ chồng lỡ lần này mua được hai con cua rồi, chia ba ra cũng ngày mai không đói, ngày mai không giàu sang lên được, ngày mai không chết được, chết do số nè, xuống đây ăn vui. Người ta lại hiểu rằng ở cuộc đời này nó coi mình là người thân trong gia đình, hai con cua hoàng đế to hoặc là cái gì đó, hai vợ chồng cũng mời mình xuống ăn. Thì lúc này đặc biệt là người phục vụ, người ta sẽ có thời gian rảnh gọi điện thoại về nhà, người ta sẽ bảo thông báo với chồng hoặc là con cái, mẹ được đi làm ở chỗ này hạnh phúc và sướng lắm con, gia chủ này có cái gì ngon người ta cũng mời mẹ ăn hết. Người ta sống tử tế. Thì đương nhiên chúc cho những người đi giúp việc làm những cửa nhà đó luôn luôn được hạnh phúc và thành công. Chúc cho những người thuê, những người làm đấy luôn luôn có một cái tâm, cái đức tốt ở trong xã hội. Thế thôi, trên đời có cái gì đâu mà đôi khi mà cuộc đời cứ vì miếng ăn đấy, ghen ghét nhau về miếng ở, ghen ghét nhau về những tức đất, nhà này xây nhà này xây cao, bụi vào chửi tá lạ đi tung. Khi mà mình xây trước người ta bụi thì người ta nói gì không? Xong rồi người ta xây cứ phải nói nọ nói kia, lên công an kiện cáo. Khi mà chết thì anh em biết rồi, được bao nhiêu mét đất lắm. Chết ở phút này không có đất mà chôn luôn, thiêu hết. Chỉ còn hũ cho tàn.
ngu cho tàn thế thôi. Mang ra sông ngoài kia rắc, cá đớp hết, trôi hết. Đấy, có người như vậy. Cũng có rất nhiều người, đặc biệt là những người ở trên thành phố nhìn đồ, xe để tí, là mắng qua nhà người ta. Đấy, khổ vậy, nhưng thật sự sân nhà người ta chúng chẳng làm cái gì. Nhưng người ta thật sự ở sống cuộc đời, người ta có một cái ích kỷ nhỏ nhòi. Đó. Nên những anh em hoặc là đi thuê nhà, hoặc là đi làm mướn, gặp những ông chủ tốt, dễ chịu, thì người đấy luôn luôn được bay xa. Bay xa. Hoặc là nhiều cái người đi cửa hàng, đi thuê cửa hàng, chẳng hạn như tôi, thuê xong mà thích làm mẹ mới làm, tới năm mới trả tiền. Đừng có đi ngang qua đây, ngó được cái gì? Ngó thì tháng sau tôi cũng chẳng bao giờ đưa ông hơn tiền cả. Và ông ngó thì tháng sau ông chẳng bớt tiền được cái nào. Nói chung là gì? Nó phải là thở lở. Nó đi thuê nhà gặp thằng chủ nhà nó phải thở lở. Thì thằng đi thuê mới có tiền để trả cho thằng chủ nhà được. Và nó mới có cuộc sống ấm no ở cuộc đời này được. Mẹ lại ngó nghe thì lấy đâu mà làm ăn được. Hoặc là đi thuê nhà, hoặc là đi làm thuê. Đi làm thuê thì mẹ gặp mấy thằng chủ giấu như mèo giấu kích. Thì mẹ vô làm điện. Thì mẹ bố cái thằng đi học nghề nó không biết là ông làm cái gì cả. Phải chỉ nó A, B, K, B, C, em ơi cái này là nguồn 5V hay cái gì cho nó chỉ tí. Thì mẹ chán hết cả cuộc đời ở phút này. Cứ chia sẻ thì cái quan trọng là mỗi anh em mình đó, họ đi làm thuê, họ đi học nghề, họ có cái này để người ta đưa vào không? Mà cục đá ngày càng lớn hay không? Một người cục đá sẽ một ngày luôn luôn năm này qua năm khác nó không lớn được, nó luôn luôn chỉ có cái ba lớn như thế này. Thì dù nào ông dạy đi chăng nữa thì nói chung nó không vô được. Bởi vì tầm nó chỉ có tới đó. Nó không lên được. Thì luôn luôn người ta là gì? Luôn luôn đi làm thuê cả đời. Đi làm thuê tới đoạn nào không có sức khỏe nữa, ngã là chết. Bởi vì người ta chỉ có cái tầm, nó chỉ ngang như thế thôi. Còn để bây giờ cái thằng thông minh đi vào á, nó khỏi cần ông chỉ. Ở trên đời này có nhiều thằng thế chứ. Chả vờ ngồi phục vụ ăn tí. Chỉ cần ông làm hết bài đi thì ông lắp ráp cái động cơ hay ông làm thì ông phải làm hết bài chứ. Tí nữa đâu phải là tí tôi đi về ông tôi tháo, ông phải tháo ra, ông lắp vào đâu. Chẳng có thằng chủ nào ngu như vậy. Chả vờ nịnh hết bài đi. Nhìn thấy cái ba rem ngay. Nhưng đôi khi chúng ta làm không được 100% như vậy, chúng ta phải làm được 90%. Bởi vì thằng đó bén và nhặt. Bén gọi là từ nhặt. Bén gọi là từ nhặt. Về nhà nó chỉ có thao tác đôi tay này nữa tí cho nó quen. Nó chỉ cảm nhận một tí nữa. Bởi vì tất cả nó đều được vào trong này. Nó chỉ cần bây giờ nó được thực hành và thao tác để cho đôi tay, để nó cảm nhận được quay lắc là xong. Thế thôi, đúng không mọi người? Đó, chúc tất cả anh em thợ, luôn luôn anh em thợ máy, hoặc là những người đang chuẩn bị thành nghề, hoặc yêu nghề, hoặc chuẩn bị thành ông tù, phải làm được nhiều yếu tố đó thì mới thành công. Ở phút này làm giàu khó lắm. Nhá, anh em giàu nhất ở phút này ra mà làm giàu nhất khá là lâu giàu đấy. Phải chơi được tá lả thì tung tứ tử đội tường thì chúng ta mới gọi là OCK đó, trong bài học. Thôi thì bây giờ này, chán buồn mệt mỏi chẳng như thế, không muốn làm gì chẳng như vậy thôi, mời anh em ủng hộ ít nước tẩy. Bây giờ vui vẻ 20 này em nói này, hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 17 nhỉ. Tất cả anh em nào gần khu vực đây 18-19 di chuyển tới em liều nha. Rồi 2-3 anh em di chuyển tới đây, một người 10 triệu nhá, một người 10 triệu. Rồi để sang năm để em làm được cái gì hay hơn nữa thì tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc đều có một cái giá cực kỳ là phê và hấp dẫn nên tới đây học nha. Chỉ cần Điện Tuấn có một cái nhà, có một cái không gian thì tất cả anh em thợ FI chỉ cần di chuyển đến đây, mọi người có cần cái gì mọi người được có tất cả đấy, được chưa? Đấy, mọi người chỉ cần trong tương lai không xa đâu, sang năm mình sẽ sắp xếp một cái ngày cái giờ, không có mình sẽ thuê người đồn thổ xây xong cái nhà thì mọi người tới đây đúng không? Mọi người học sẽ có cái giá cực chất. Và tất cả mọi người cần cái gì có thì tuần tới đó. Nè, số xe này mình sẽ không bán đâu, đầu tư thêm nữa. Chứ mình xây cái nhà đã thì mình làm đồ chơi đã. Nha. Chờ đi. Còn bây giờ thì ủng hộ cái này.
Đấy, nói cho bấy viêm huyết họng rồi, không biết có quý vị nào ủng hộ không. Đấy, nha. Đấy. Quý vị phải ủng hộ Đình Tuấn ít đồ đúng không, để tiếp tục làm gì, mua thuốc uống này, thuốc uống chống viêm họng này à. Đấy, nói nhiều uống thuốc nhiều nó bị rát họng này, lại tiếp tục nè uống thuốc nè, ngậm kẹo, như thật sự anh em ở xa anh em không cảm nhận được điều đó nhá. Anh em không cảm nhận được điều đó luôn luôn này đó, chết bất kỳ lúc nào không hay này đó, nước mới về à, bữa nay tiền ship lại lên nữa rồi, 60k bán vẫn không thay đổi, tẩy ngoài bao phê 90k chai trắng, ủng hộ mỗi người 50 chai đi, về nhà chia cho anh em khu vực đó, để cùng nhau chúng ta tẩy trắng hoặc là bán lại. Ok, ủng hộ đi, ngày mai mình có nhiều thuốc mình uống chưa. Rồi ngày mai mình sẽ peel cái EC Pro trên cái phần mềm máy tính này cho anh em coi đó, mình tải xong hết rồi nhưng hôm nay anh em coi ít quá, ngày mai mình sẽ peel như thế này này, thấy chưa. Đấy, ngày mai mình sẽ peel. Đấy, tối mai nếu mà mình giảm được mình sẽ peel cho anh em đó, kết nối trên máy tính của cái này hơi bị đẳng cấp. Đấy. Thấy chưa, đấy hơi bị đẳng cấp nè, đó giá thì lại rẻ, thấy chưa, mai mình phiêu cho mọi người, ví dụ mình phiêu cho Khúc, thấy chưa, bỏ ra đây khá là tuyệt vời anh em ạ. Ngày mai mình sẽ chia sẻ với mọi người đó, cái này đẳng cấp, khách hàng vào này giá lại rẻ nữa này, tua cả đồng hồ trên này luôn nhá, đó mình tua luôn cả đồng hồ audio trên máy tính nhá, nó mới đẳng cấp chứ, à, chẳng hạn như thế. Đây mình đã tải ứng dụng ấy về đó, bật khóa điện lên này, tua đồng hồ trên đó luôn với vip này, đây ok này nào đó. Hoặc là bỏ trên cái yên luôn đó, tất cả ngày mai mình sẽ có rất nhiều cái clip, nếu mình giản thật sự mình chỉ cần lấy xong cái bằng cái đá, xây xong cái nhà nữa, mọi người muốn có cái gì cũng có hết nha, chờ mình đi, ngày đấy không còn xa, trừ khi anh em chúng ta bỏ nhau sớm thôi. À, ok, chạy cái này chạy thần tốc. À, Honda. Ai già bắt mình nhập mật khẩu ha. Vào là chết rồi, mật khẩu này sao lại ngắt rồi. Thấy không? Mật khẩu này chắc là bị khóa rồi. Ơi, trời ơi. Chết. À. Ở đâu rồi ta? Mai đi. Mai vào lại cho mọi người. Chạy rất sướng cho mọi người, đẳng cấp, nếu mọi người có máy tính mọi người muốn thể hiện. Nào, thể hiện để mọi người có tiền. Chào bà, đang chờ kết nối với SU. À, như thế. Đấy không? Đấy, rất tuyệt vời đấy, những cái dòng xe IA và Piaggio và Kawasaki chuẩn bị update cho anh em đó, bản kế tiếp đó, hiện tại chúng ta chỉ có là gì, Honda chết rồi, bắt mình đăng nhập rồi, quên mật khẩu, chiều lính đăng nhập cái gì rồi đấy, mai mình sẽ đăng nhập lại cái này đấy, cái này cảm ứng luôn là anh em này đấy, cái này đang bị quên đấy, mọi người thấy không, mày chỉ trỏ mày đẳng cấp như thế, mai mình update lại mình sẽ fill cho mọi người đó. Fill cho mọi người trên cái app này, thấy không, cái này PC hay sử dụng trên Android, thế ngày mai mình phút lại cho mọi người đang bị ngắt kết nối để đẳng cấp tua cả audio luôn. Cái này nó chạy cực nhanh nha các bạn. Nếu anh em có máy tính mà đời mới, cái này đời nhà Tống này, hàng đeo, cái này hàng xách tay đời hơi bị cũ rồi nha anh em. Đó, nó chạy còn cả thần tốc như vậy này, cái này khoái cái nó có cảm ứng. Anh em hiểu không? Đấy, nó như cái iPhone, iPad vậy. Đấy. Kích vào hai cái. Đấy, tí nó sẽ chạy lên.
Đấy, bây giờ anh em mua nước tẩy đi. Đấy, còn ít người nữa này. Đây, mỗi người khoảng 5 lon ủng hộ đi, có chết chóc gì đâu, có 60k 5 lon, 5, 6, 3, 5, 3. Đấy, mọi người đó. Có 300 nghìn bạc. Quá rẻ. Không đắt. Đấy, mua về nhà bán lại cũng chẳng được, chẳng sao cả, đúng không? Đó, thấy không? Đấy, công mình thức khuya thức đêm mình đi bê về. Đó. Đó. Lũ khu. Đó, mới bê về 2 thùng. Đó, nhiều anh em nào nhanh tay để ủng hộ 5-7 chai cho nó nhanh nha. SH ngày mai mình review con SH này. Mới AB này rồi. Đấy, ngày mai sẽ view hết cho anh em con SH này. Đây, mở hết công tắc này ra rồi. Được chưa? Chỉ cho anh em, nhiều anh em công tắc D không, anh em chưa biết, anh em chán thật. Quá chán luôn. Những công tắc đề này anh em cứ bảo ở bóp xít tốp rồi, mình Tuấn ơi mình thấy xít tốp sáng rồi mà tại sao lại không đề được. Bởi vì cái công tắc xít tốp này nó có hai chế độ. Đấy, gọi là một công tắc hám và công tắc xít tốp, gọi là một công tắc khởi động và một cái công tắc xít tốp. Chúng ta gọi là công tắc này 2 trong 1. Đó, nó giống con Toyota mà bản cross ấy. Đấy, động cơ xăng và động cơ hybrid, động cơ điện ấy. Đó thì con này nó đơn giản như thế, công tắc. Và rất nhiều anh em cái quy luật và anh em vẫn chưa hiểu ra. Đấy, công tắc có 2 trong 1, gọi là 2 chế độ trên một công tắc. Người ta gọi là 2 trong 1. Đấy, một cái công tắc như vậy nhưng người ta thiết kế ra có 2 chế độ. Một chế độ để khởi động, một chế độ để xít tốp. Đấy, nên nhiều anh chị chúng ta đi những cái dòng xe ga. Những cái dòng xe ga và đặc biệt những cái dòng xe thắng đĩa thì anh chị biết rồi. Đấy, chúng ta phải bóp ở cái lực ở bên phanh trái rất căng. Đấy. Và có dày ngày xưa có rất nhiều nhà sản xuất thiết kế ra những con xe để được hai tay rất nguy hiểm. Hai tay nếu mà để được ở bên tay ga rất nguy hiểm. Khi mà tay ga bị kẹt, để cái là đi luôn. Bởi vì người ta phải sinh ra luôn luôn ở bên tay trái. Đó, luôn luôn bên tay trái. Để làm gì? Để bên này luôn luôn được bóp đích vị cái thắng. Thì chúng ta mới đề được, mà phải bóp cứng mới đề được. Thì lúc này ngàm phan phải dính. Thì lúc bên kia có khởi động, lỡ may hòa ga đi chăng nữa, ở bên này chúng ta vẫn là cái tay có sự cảm giác. Tứ chi trên con người mình phải như vậy. Ê, đúng không mọi người? Đó, phải lúc nào luôn luôn phải nắm chặt thì chúng ta mới bóp khởi động nút đề. Giống đi ô tô vậy thôi, không đạp thắng mà khởi động nút chỉ ta là người đấy chưa biết học. Dù nó đang ở P hay là ở N, đúng không ạ? P là khóa 4 bánh, N là mo, mà chúng ta không bóp đạp thắng thì thật sự chúng ta vẫn chưa ok được chúng ta. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là nó là được đảm bảo. Ở cuộc đời này không biết gì đảm bảo, tốt nhất là phải đạp thắng trước khi khởi động. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tối nay. Nó không hay nhưng mà mang lại cho quý vị cũng nhiều kiến thức ấy. Đấy, học hỏi thêm nhiều. Rồi, video đây xin phép tạm dừng. Tháng này ít toa quá, bởi vì tháng này có like đâu mà toa nhiều, tháng này cứ học. Rồi, anh em lấy tất cả cái gì truy cập Zalo. Cảm ơn quý vị, ngủ ngon.